Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Đây, hôm nay là trận giao lưu giữa hai thanh niên trong lớp. Học lớp 7 hết rồi. Và có một em mà học lớp mấy không biết, nhưng mà biệt danh là Bo. Và đây, anh Thiện đã có tiêu đầu tiên cho mình. Và cũng chết một lần rồi. Đây, đây là màn hình của Tạ Minh Luân. Thì Thanh cho nói gì coi. Đây. Wow, một mình anh Thiện chấp hai và anh Thành đã giết chết anh Thiện. Rồi, quá tuyệt vời. Thiện làm gì đây? Chấp hai nữa không? Bắt cua đi, bắt cua đi. Đã đủ anh ăn độc rồi, không được rồi. Chỉ được dùng dao thôi. Chỉ được dùng dao găm thôi. Đó, đúng rồi. Bắt cua ghê quá. Úi rồi, ghê ghê. Xem coi. Hai anh thanh niên này mãi không bắt được anh Thiện. Quá tuyệt vời. Thành làm gì đây? Sao dĩ mãi không có giết được vậy? Sao gà thế? Rồi, AFK. Ồ, hên quá, Thành đã giết được Thiện. Tuyệt vời. Đây là màn hình của Tạ Minh Luân, một người chưa giết được một kill nào. Rồi. Đây anh Thiện, 1 chấp 2. Một người. Anh Thiện đã giết với anh Thành rồi. Hai người, quá tuyệt vời. Double kill cho anh ấy. Anh Thiện, anh Thành quá gà. Yeah. Tạ Minh Luân đã giết chết được anh Thiện và một có kill headshot. Tạ Minh Luân đã được có đập double kill và anh Thành đang đứng vị trí top 3. Đây màn hình của anh Thiện đang chạy bắt cua và còn 44 máu thôi. 44 chết thôi làm gì đây rồi, anh Tạ Minh Luân đã giết được. Thiện bình luận gì coi. Rồi, Thiện đã chết. Quá tuyệt vời cho anh Thành Cuta. Đây. Thiện lên một kill rồi anh Thiện lại chết nữa, thật là tuyệt vời, đau lòng đắng lòng cho thanh niên 2016. Anh Thiện đang bực tức, không được chơi, chỉ được chơi dao găm thôi nha anh Thiện. Đó đó thấy úi rồi bắt cua ghê quá, nhưng mà đã bị thành cua te giết và có được 3 kill hết sọt. Đây anh Thiện anh về đây lại AFK. Rồi, đã có một headshot đầu tiên. Hai headshot quá tuyệt vời. Nào, Thiện. Rồi, Thành đã giết được Thiện. Nào, anh Thiện Bunny, anh Thiện bắt cua cái coi, bắt cua cho tụi nói coi. Đó, đằng sau đấy, đang chạy đấy. Và anh Minh Luân đang đi từ từ ở phía dưới gầm. Đây Minh Luân đang dưới gầm, 1 2 3 chém chết này, bắt cua chạy đi, 1 chấp 2 luôn, quá tuyệt vời. Thành đây, màn hình của anh Thành đây, đang làm gì đây? Vô đang dí một người hai người, quá hay. Anh Thành Minh Luân vẫn chưa làm gì hết, nhảy lên coi, nhảy lên. Ui rồi ôi, ui, chưa chém được chết nữa hả? Rồi, và anh Thành nó có 3 kill headshot, thật là hay cho anh Thành, vỗ tay coi. Anh Thành đang AFK rồi, một máu thôi, chém chết đi thiệt. Rồi quá hay, ủa sao chưa chết nữa, chém đi Thành. Thành nó còn một máu thôi, bắt cua lừa qua đây. Rồi quá hay, anh Thiện còn 34 tiết và Tạ Minh Luân đang ở dưới gầm bò đây. 1 2 3 một nhít. Anh Thành đã AFK rồi, đã quay trở lại bình thường. Minh Luân đang làm gì đây? Sao lại đứng trên này thủ dâm thế? Rồi, đã chết. Thiện đang chạy và anh Thành đã kêu được thiệt. Quá hay. Máy Thành giật giật sao á? Yeah, anh Thiện đã giết được và anh Tạ Minh Luân vẫn đang thủ dâm trên này. Và đã giết được Thiện. Tỷ số bây giờ đang là 15 cho team cảnh sát và 11 cho team cướp. Anh Thiện đang lấy chiếc AC với số kill là 11 chết 16, thật là tuyệt vời. Thành là 10 chết 6 và Bo là 7 chết 5. Anh Thiện vẫn đang giữ chiếc AC. Cố lên Thiện ơi.
một chấp hai mà thua không được đâu, phải ACE mới được đấy. Bắt cua bắt cua, chơi dao găm thôi, chơi dao găm thôi nha Thiện, không được chơi anh gian. Chơi dao găm bằng thua nữa, ở chơi năng độc bằng thua nữa là không ổn rồi. Ồ bắt cua ghê quá. Ồ né, úi rồi giỏi quá, trời anh Thiện quá tuyệt vời. Một like cho thanh niên của năm và đã giết được anh Thành hết sọt luôn, quá hay. Anh Thiện chờ chỉ còn một giọt máu thôi, Thành có giết được không hay là lại bị Thiện giết lại đây. Ui rồi, Thành quá cùi, không bắt cua bằng Thiện rồi. Và anh Tạ Minh Lên đang làm gì đây, sao thú dâm quái vậy, thật là chán. Rồi anh Thiện đang đi leo lên, rồi cố lên đi. Bò nó còn trăm máu đấy. Rồi đã giết chết bò. Bò làm gì ra? Một kill, hai kill. Rồi bò đã giết chết Thiện, quá hay. Trận đấu vẫn chưa đến hồi kết thúc, xem coi ai có thể chiến thắng được đây. Một trận đấu chơi dao găm thật là tuyệt vời. Thiện đã FK chưa? Chưa. Gì đây? Sky gì? Skit gì? Chứ gì? Nghe được mà. Ủa sao tôi gọi được hai thằng luôn nè? Vậy. Đô, quá tuyệt vời. Ồ, bạn thành thanh niên này đã AFK, what the fuck? Cái chuyện gì xảy ra vậy? Motherfucker. Sao thanh niên này đứng chung chỗ mà không làm gì vậy? Rồi anh Thiện nó giết nó tiến thành. Vẫn đang nắm nắm trước AC. Quá tuyệt vời. Trận đấu vẫn chưa đến hồi kết thúc. Ủa sao nghe tiếng của anh Thiện kỳ vậy? What the fuck? Đã chết. Rồi không nói đi, cho Thành nói thôi. Đó, bắt cửa đây. Ô Thành chạy không kịp rồi. Ô Thành đã AFK. Anh nói là giả vờ AFK. Thật là đáng lòng thanh niên. Ô quá giỏi. Chạy lên, nó. Ôi anh Thành cùi vãi. Bay lên, đó. Bay tiếp, đó, đúng rồi. Bay lên đây nữa, bay lên. Đó, lên. Bay bom kia. Né ra, đó chết rồi. Thành đã giết chết anh Thiện và có kill hết sọt. Anh Toại mới lên làm gì kia? Sao đúng thủ dâm trong nó hoài vậy? Chị sẽ ra. Toại mới lên vẫn đang giữ chức ban RD. Ban RD top 3. Kill 9 chết 8. Đây là Thiện đang bắt cua, đang chôn mọi người. Chạy đi. Đấy, đúng rồi, chạy đi. Rồi chết rồi Thiện ơi, chết rồi. Đây chính là bảng điểm, Thiện là 18 kill, Thành là 15 kill, Tạ Minh Lân là 9 kill và Thành lại có thêm 2 kill cho tổng cộng 17 kill, vẫn thấp với anh Thiện 1 kill. Ở đây anh Thiện đang bắt cua tiếp. Ồ, quá hay. Thành bình luận đi Thành. Đấy. Bay lên. Ui dồi. Ô chết rồi. Anh Thành chuẩn bị sắp có một kill nữa là Penta kill. Cố lên Thành ơi. Ô và anh Tạ Minh Luân chưa AFK hả? Tưởng AFK rồi. Anh Thiện vẫn còn trăm tiếp. Cố gắng lên. Thiệt. Ô rồi anh Toàn, anh Thành là có Penta kill và một kill hết shot nữa. Quá tuyệt vời cho anh Thành, một like nào, vỗ tay đi. Và anh Tạ Minh Luân đã thoát rồi. The fuck?
Thôi trận đấu kết thúc tại đây nha. Anh em thắng hết đi. Clip quá dài, người ta xem không đủ.